Tôi tên là Đặng Thị Bạch Sang, đang tập yoga ở 210 Quỳnh Văn Bánh. Tại vì nhà cô cách LA có 10 căn nè. Vì cô thấy quảng cáo cô đến cô tập coi như là tròn chèm cũng gần một năm nay rồi. Nhân viên ở đây cũng hoàn hảo, lễ tân cô nào cũng dễ thương. Đến chào hỏi lịch sự, về cũng chào hỏi lịch sự. Quầy ba đồ thoải mái, ngồi thư giãn 5-10 phút hay bao nhiêu phút cũng được. Cái loại nước này thì cũng thay đổi hàng ngày, mà nước thì hoàn toàn miễn phí mà. Thì cô nghe mách lại rằng là tập yoga bảo vệ cho sức khỏe, rồi trị những bệnh xương khớp. Tại vì cô vô đây thì khớp gối của cô nó bị đau. Cô vừa tập mà vừa phải đi trị vật lý trị liệu. Và đến ngày này là kết thúc là một năm. Nhưng mà cô đã ngưng uống thuốc cách đây 6 tháng. Và xương khớp cô tạm thời là coi như bình ổn. Tại vì tuổi mình cũng đã lớn tuổi rồi, nó đâu có hoàn chỉnh hết được. Nhưng mà tạm thời là mình đã hết rồi. Và sự thay đổi rất là nhiều. Thứ nhất là về sức khỏe, thứ nhì là về số ký. Một năm cô sụt 9kg, nó đúng ra là chưa tới 10kg mà chỉ 9kg thôi. Và xương khớp của cô là bình ổn mà không uống thuốc, không vật lý trị liệu luôn. Cô chỉ tập một cái là yoga thôi. Khi cô hợp đồng ở đây thì về giờ giấc không quy định, rảnh giờ nào là cô tập giờ đó. Thì vô đó thì mấy cô đó cũng hỏi rằng là cô nào mới tập, cô nào có bị xương khớp hay không. Và đặc biệt riêng tôi thì có hỏi cô có khỏe không, cô tập sao sao. Mà mỗi lần mà giáo viên cô chỉnh chữa thì rất là ok. Trong khoảng một thời gian một năm cô tập yoga ở đây, những việc dịch vụ phục vụ thì cô vẫn hài lòng.